là tăng cường chế tài với những doanh nghiệp vi phạm. Thì ngoài cái việc mà nâng cái mức xử phạt vi phạm hành chính, và đến hiện thời này chủ yếu là áp dụng đối với doanh nghiệp, thì trong dự thảo nghị định cũng đưa ra chế tài đối với người đứng đầu doanh nghiệp, tức là phạt người đứng đầu doanh nghiệp nếu có vi phạm. Thì tôi nghĩ đấy là một trong những giải pháp quan trọng. Và cái thứ hai là như tôi nói, tức là nó kết hợp với việc mà đưa ra những quy định mang tính chất là khuyến khích kinh tế đối với người tiêu dùng. Thì tôi nghĩ đấy cũng là biện pháp có tính chất ảnh hưởng lâu dài, tức là khi mà đối với những khách hàng trung thành mà đứng chính danh và ký hợp đồng với nhà mạng thì được hưởng lợi hơn, thì bản thân người dân người ta có tạo động lực, người dân sẽ tự đăng ký thông tin đăng ký sát và sẽ là cái khách hàng trung thành từ nhà mạng.